Xin chào các bạn, hôm nay Kiri Asia xin giới thiệu đến các bạn dòng máy pha cà phê tự động Merita. Bên cạnh tôi là dòng máy cà phê CI. Dòng máy pha tự động có thể pha được hoàn toàn những ly espresso, cappuccino, latte và sữa nóng. Cấu tạo máy vô cùng đơn giản và cực kỳ dễ pha sử dụng cho khách hàng, phù hợp với những văn phòng, office và những nhà hàng khách sạn. Chiếc máy với công suất vừa và nhỏ, mọi người thấy cấu tạo rất là đơn giản. Bình nước khoảng 1.8 lít, ngăn chứa cà phê hạt có 2 ngăn để các bạn có thể lựa chọn và có thể điều chỉnh được lượng cà phê pha trộn giữa 2 ngăn. Bình kết nối sữa có thể được để bên cạnh máy và ngăn chứa bã cà phê chúng ta có thể sử dụng đây. Và bên cạnh đây là những nút cứng có thể điều khiển espresso, coffee, cappuccino, latte, sữa nóng, nước nóng và một nút vô cùng đặc biệt có thể điều chỉnh được cái lượng cà phê theo ý thích của từng người, độ đậm đặc của cà phê và nút double. Đây. Ngay trước cà phê có thể di chuyển lên xuống tùy thuộc vào ly cà phê của bạn cao hay thấp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về dòng máy và pha thử một ly espresso. Rất là đơn giản, bạn chỉ cần nhấn nút. Thời gian để pha một ly espresso khoảng từ 30 giây, tính luôn cả thời gian xay cà phê hạt. Đó là một thời gian vô cùng lý tưởng cho chuẩn cà phê Ý. Xong, đây ta thấy được một ly cà phê espresso với lớp crema rất dày. Bây giờ mình sẽ thực hiện thử pha một ly cappuccino với nút bấm cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần pha một ly cappuccino, không cần phải di chuyển ly, cần nhấn nút. Lượng cà phê và lượng sữa có thể điều chỉnh được bằng nút xay, tùy thuộc vào sở thích của từng người và cái lượng chuẩn mình có thể set up được ở chế độ chuẩn là 50 ml cà phê, 160 ml sữa. Cà phê cho xuống trước, chuẩn có một tách espresso. Và sữa cùng kèm bọt sữa sẽ bắt đầu xuống sau. Nhưng trong lúc pha cà phê thì cần cái thời gian heating up của máy, nó sẽ làm nóng và đánh sữa, bọt sữa đúng nhiệt độ lý tưởng. Thời gian chờ cho làm nóng đánh sữa khoảng 10 đến 15 giây. Và pha một ly cappuccino thì các bạn mất khoảng 45 giây. Bọt sữa làm từ máy cà phê CI rất là mịn, các bạn có thể thấy. Đây, một ly cà phê. Máy khi mà hoạt động với những thức uống có sữa thì nó thấy chức năng là easy cleaning, nghĩa là khi mà máy tự động vệ sinh vòi sữa cho các bạn. Chỉ cần bạn cắm vòi sữa xuống khay nước bả và nhấn nút, mọi chức năng đều vệ sinh đều được thực hiện tự động. Các bạn có thể thấy khi chúng ta sử dụng sữa thì nước nóng sẽ qua vòi sữa và vệ sinh được tất cả cái hệ thống bên trong. Các bạn có thấy đây. Đây, một phần nước nóng sẽ qua ống sữa làm sạch bên trong ống sữa rất là dễ dàng. Thời gian khoảng từ 10 đến 15 giây cho hình thức vệ sinh.
Xong. Bên cạnh đó các bạn có thể pha được bọt sữa riêng biệt, có thể bạn đánh latte ạ hay một thức uống gì có liên quan tới sữa hoặc cacao hoặc nước nóng. Đây máy này có thiết kế và màu đen, cũng một phiên bản của nó là màu bạc, và trên đây chúng ta có thể thấy được cái khay, có thể chúng ta để được ly tách hâm nóng. Khi chúng ta pha cà phê thì tách nóng là một điều rất là quan trọng, giữ cho nhiệt độ cà phê luôn tốt.